One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, lực lượng pháo binh là một trong những lực lượng được hình thành từ rất sớm. Nó định hình lên các cuộc chiến tranh từ thời trung đại cho tới ngày nay. Pháo binh thì vẫn là thành phần cốt lõi của bất kỳ một lực lượng quân sự nào. Bất chấp có thời điểm, người ta cho rằng pháo binh đã lỗi thời với sự ra đời của các loại tên lửa. Thế nhưng thực tế của các cuộc chiến hiện nay đều đã cho thấy điều ngược lại. Từ giải Gaza cho tới Ukraine, mọi thứ đều cho thấy rằng pháo binh vẫn là hỏa lực đáng tin cậy nhất trên chiến trường, chứ không phải là không quân, UAV hay là tên lửa. Cuộc chiến tại Ukraine hiện nay đang để lại cho thế giới rất nhiều bài học về vũ khí trên chiến trường. Pháo binh thì cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt là với Việt Nam hoặc những quốc gia không có nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh hay có một tốc độ spam vũ khí khủng khiếp. Vậy thì những bài học đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry, người kể sử. Đã tận 8 thế kỷ từ khi mà pháo binh được ra mắt trên chiến trường. Cho tới nay, dù chúng ta đã có UAV, có tên lửa hay vô số loại vũ khí hủy diệt khác, thì pháo binh vẫn cứ là một loại vũ khí không thể nào thay thế. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong các cuộc chiến mà họ tham gia từ đầu thế kỷ 21 cho tới nay, thì 60% hỏa lực và sát thương trên chiến trường đều đến từ pháo binh. Tại Ukraine, con số này còn lên tới 80%. Pháo binh thì cũng là hỏa lực chính được cả hai bên Nga và Ukraine sử dụng. Như vậy thì ta có thể thấy rằng, bất chấp sự thổi phồng của truyền thông và báo chí về UAV hay tên lửa, thì pháo binh mới thực sự là nhân tố không thể nào thay thế. Như ở nhiều video trước mà mình từng nói, thì UAV chỉ là công cụ hỗ trợ cho bộ binh mà thôi. Đầu tiên thì đó là phản pháo. Thực tế thì chiến trường tại Ukraine cho thấy, đa phần số pháo của hai bên bị phá hủy không phải là do UAV tấn công, mà là do bị phản pháo. Cả Nga và Ukraine đều áp dụng nhiều phương pháp để phát hiện từ sớm pháo binh của đối phương, từ vệ tinh cho tới UAV. Thế nhưng nhiều nhất thì đó là việc sử dụng radar đặc biệt hay radar phản pháo. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến cho tới nay, mỗi ngày hai bên đều nã tới hàng chục ngàn quả đạn pháo mỗi ngày vào nhau. Theo phía Ukraine, trung bình một ngày họ đã sử dụng khoảng 7.000 viên đạn pháo các loại. Phía Nga thì còn khủng khiếp hơn, với khoảng 10.000 viên đạn pháo mỗi ngày. Đỉnh điểm là trong trận Bakhmut, đã từng ghi nhận có ngày hai bên sử dụng tới gần 30.000 viên đạn pháo trên chiến trường. Đương nhiên là với nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường thì nhiệm vụ phản pháo chỉ là phụ. Nhưng thực tế chiến trường đã chứng minh chúng thực sự nguy hiểm. Đối với Nga, trong kế hoạch sử dụng pháo binh, họ có chủ trương nếu có đủ hỏa lực thì sẽ tập trung áp đảo pháo binh đối phương ngay từ đầu. Còn nếu không thể áp đảo được thì sẽ sử dụng radar phản pháo là chính để giám sát hiệu quả của pháo binh đối phương. Hiện nay, phía Nga đang sử dụng khoảng 8 loại radar phản pháo và nhiều loại radar trinh sát pháo binh khác. Trong đó nổi tiếng nhất là Zupac-1 và 1B-76 Penicillin. Zupac-1 là loại được sử dụng phổ biến nhất. Chúng có thể xác định được vật thể, phát hiện khoảng 70 mục tiêu trên 1 phút, xác định quỹ đạo đường đạn của đối phương chỉ trong vòng 20 giây, với tầm phát hiện là từ 10 tới 40 km, tùy vào kích thước của đối tượng. Ukraine thì cũng không kém, với các loại radar từ thời Liên Xô và những món hàng được Mỹ cũng như châu Âu viện trợ, như là AN/TPQ-36, 48, 50 và 60 của Mỹ. Nhìn chung thì số lượng của Ukraine vẫn bị phía Nga áp đảo. Thế nhưng điều này thì đủ khả năng giúp họ đánh hiểm và đáp trả những đòn đau về lực lượng của Nga. Tuy nhiên, nhược điểm của loại radar này đó là sử dụng sóng vô tuyến nên dễ bị gây nhiễu, và sử dụng radar phát ra bức xạ điện tử nên dễ bị phát hiện tấn công cũng như phá hủy. Trong cuộc xung đột này, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố về khả năng phản pháo của mình đã phá hủy rất nhiều hệ thống pháo binh của đối phương với những số liệu khác nhau. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, Ukraine vẫn là bên phải chịu thiệt hại nặng nề do lép vế hơn. Trước khi cuộc chiến nổ ra, pháo binh của Ukraine được xem là lực lượng máu mặt tại trời Âu với 2.248 khẩu pháo các loại.
và 148 bệ phóng tên lửa đất đối đất. Vậy nhưng khi một cuộc chiến nổ ra, trong vòng một năm, NATO đã phải viện trợ khẩn cấp cho Ukraine khoảng 800 khẩu pháo các loại để bù đắp. Trong đó thì có cả những loại được xem là mạnh nhất thế giới hiện nay như PZH-2000, hoàng đế pháo binh của nước Đức. Vậy nhưng vào tháng 10 năm 2023, tức là khi cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc, thì họ đã tiếp tục phải xin viện trợ khẩn cấp thêm 500 khẩu pháo nữa. Việc Ukraine khẩn cấp kêu gọi thêm viện trợ với một số lượng pháo binh lớn như vậy thì chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó là lực lượng pháo binh của Ukraine đã bị hỏa lực của Nga phá hủy với một số lượng lớn. Trong đó thì có hành động phản pháo gây ra điều này. Nó cho thấy rằng trong cuộc chiến tranh hiện đại, pháo binh đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt rất cao từ khả năng phản pháo của đối phương. Vậy thì Việt Nam sẽ rút ra bài học gì từ điều này? Không gì khác, đó là phải nhanh chóng xây dựng lực lượng trinh sát pháo binh đủ mạnh. Và thực tế thì Việt Nam đã làm điều này rồi, và các bạn sẽ phải bất ngờ đấy. Đó là không ngờ rằng quan hệ quốc phòng của Việt Nam và Israel, châu Âu lại rộng lớn tới vậy. Tuy Việt Nam chưa mua loại vũ khí sát thương nào của châu Âu, thế nhưng vũ khí phi sát thương hay trinh sát thì lại rất nhiều. Tính xương xương trong những gì đã được công bố, thì các khí tài trinh sát pháo binh của Việt Nam hiện nay có tới hàng chục loại đến từ 5 nền công nghiệp quốc phòng, đó là Pháp, Israel, Thụy Sĩ, Mỹ và đến từ công nghiệp nội địa. Từ camera ảnh nhiệt tầm xa đến radar trinh sát mặt đất, trong đó sâu rộng nhất là với Israel, với radar trinh sát mặt đất trên không LM-2129. Đây là loại radar trinh sát mặt đất cầm tay, chỉ nặng khoảng 30kg và triển khai trong vòng 10 phút. Chúng có thể phát hiện và theo dõi khoảng 100 mục tiêu di động như UAV, xe cơ giới, bộ binh đối phương trong phạm vi từ 8 tới 30km tùy vào kích thước của đối tượng. Thời gian hoạt động của chúng là 24 tiếng trong mọi điều kiện thời tiết. Không những vậy, Viettel tiếp tục là tiên phong trong nội địa hóa vũ khí của Việt Nam. Với trinh sát pháo binh cũng không phải là ngoại lệ. Theo những gì đã được công bố, thiết bị của Viettel đã rất phổ biến trong các đơn vị này, từ vô tuyến điện sóng cực ngắn cho tới radar trạm thông tin vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ hay xe thông tin cơ động. Và điều đặc biệt đó là những trang bị này bắt đầu được trang bị cho các đơn vị trinh sát pháo binh từ tận năm 2015. Thế nhưng chỉ vừa được tiết lộ trên báo Quân đội Nhân dân vào năm 2023. Chỉ tiếc rằng hiện nay radar phản pháo của Việt Nam khá lạc hậu khi chúng ta vẫn đang sử dụng loại SNR-10 do Liên Xô viện trợ. Do đã ra đời từ thập niên 70 nên chúng đã có phần lạc hậu. SNR-10 có thể phát hiện được mục tiêu trong khoảng từ 10 tới 17km mặt đất tùy kích thước mục tiêu. Mục tiêu biển thì là 30km và các loại pháo từ tàu chiến sẽ là 14 đến 23km. Tầm trinh sát tối đa đạt được là 40 đến 50km. Tuy nhiên, khả năng chống nhiễu điện tử của chúng thì lại khá yếu. Và cuộc chiến tại Ukraine chính là tín hiệu cảnh báo cho thấy đã tới lúc Việt Nam cần phải thay thế và nâng cấp radar phản pháo của mình. Mà thực ra có khi biết đâu, Viettel cũng đã bắt tay vào nghiên cứu và có khi trang bị rồi mà chúng ta không biết cũng nên, bởi vì quốc phòng là bí mật mà. Thứ hai, đó là ưu thế của pháo tự hành. Tại chiến trường Ukraine, yêu cầu kiên quyết để đảm bảo khả năng sống sót của pháo binh đó chính là thời gian triển khai và thu hồi ngắn, tốc độ khai hỏa nhanh. Hay nói đúng hơn, đó là phát triển pháo tự hành. Do tốc độ bắn chậm với thời gian triển khai và thu hồi dài và mang lại tính cơ động thấp, nên số lượng pháo xe kéo bị đối phương phản pháo, phá hủy là rất cao. Trong khi đó, hiếm khi các bên công bố pháo tự hành bị phá hủy. Có chăng thì chỉ thi thoảng chúng ta thấy được những video về UAV tự sát phục kích những khẩu pháo lẻ tại chiến trường là thứ yếu. Về cơ bản thì pháo tự hành đem lại hai cái lợi chính trong tác chiến, đó là tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao và có tầm bắn xa. Đầu tiên, các nước đều có xu hướng phát triển pháo tự hành và pháo phản lực phóng loạt với tốc độ khai hỏa và triển khai chiến đấu nhanh. Với Ukraine, ngoài việc nhận viện trợ từ Mỹ và phương Tây, họ cũng đã tích hợp các loại lựu pháo kiểu cũ của Liên Xô lên các xe dã chiến. Đây chỉ là giải pháp bình thế, khi chúng có sức cơ động, thế nhưng có tốc độ bắn thì không được cải tiến, nhưng ít ra thì vẫn đảm bảo an toàn hơn so với pháo xe kéo truyền thống. Nơi đây cũng đã chứng kiến sức mạnh của pháo tự hành hiện đại và pháo phản lực phóng loạt như HIMARS của Mỹ,
Tornado của Nga, pháo tự hành thì từ có Caesar của Pháp, 2S-35 của Nga hay PZH-2000 của Đức. Ví dụ như 2S-35 của Nga, chúng có mô đun chiến đấu tự động với khả năng nạp lên tới 70 viên đạn, tốc độ bắn từ 11 tới 16 quả trên 1 phút. Với pháo phản lực phóng loạt thì có 2 MAS của Mỹ, đủ mọi tinh hoa hội tụ từ việt dã cao, tốc độ nạp đạn nhanh, tầm bắn xa tới sức sát thương cao, v.v. Mặt khác, pháo binh có vai trò tối quan trọng cho tác chiến, vừa là yếu tố hỗ trợ hỏa lực, vừa có khả năng tấn công chiều sâu vào thẳng phòng tuyến của đối phương nhờ có tầm bắn xa. Hiện nay, để tăng tầm bắn của pháo binh, các nước thường dùng 3 phương pháp chính như sau. 1. Là tăng chiều dài nòng pháo và thể tích khoang diện tích của thuốc phóng. 2. Là cải tiến khí động học của đạn. Và 3. Là tạo thêm lực đẩy sau khi đạn phóng đi. Bằng những cách này mà tầm bắn của chúng có thể lên tới từ 60 tới 120 km, đủ sức vươn sâu vào hậu cần của đối phương. Từ đó sẽ làm gián đoạn nguồn cung tiếp tế cho chiến trường. Mặt khác, tầm bắn xa cũng có nghĩa là pháo binh sẽ được đặt cách xa hơn tiền tuyến khốc liệt và từ đó đảm bảo an toàn cho lực lượng hậu cần. Về vấn đề này, thực ra Việt Nam chúng ta cũng bắt tay vào làm từ cách đây tận 10 năm rồi. Việt Nam thì không có hệ thống pháo phản lực có đầu đạn thông minh như là HIMARS hay Tornado, thế nhưng đã nâng cấp số BM-21 mà mình có lên chuẩn BM-21M1 với việc vừa tăng tầm bắn xa với một thiết kế mô đun tự động hóa cho chúng. Với phiên bản M1, nó có khả năng tính toán hiệu chỉnh và điều khiển tự động, lấy các phần tử bắn nhanh chính xác, tích hợp hệ thống thông tin chuyển dữ liệu, đảm bảo tác chiến cho mọi điều kiện địa hình thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Do được tự động hóa, nên tổ vận hành được rút gọn từ 5 người xuống còn 4 người. Thời gian chuẩn bị chiến đấu từ 14 phút xuống chỉ còn có 2 phút. Đặc biệt là nâng cấp đạn 9M22U có tầm bắn từ 20 lên đến 40 km. Tuy nhiên dù sao thì BM-21 vẫn chỉ là vũ khí được ra đời từ thế kỷ trước và là mục tiêu đánh diện chứ không phải là đánh điểm. Đạn 9M22U chỉ là đạn thông thường, không phải đạn thông minh dẫn đường bằng GPS hiện tại. Chính vì vậy, tương lai thì vẫn cần mua sắm thêm trang thiết bị mới là điều cần thiết. Về phần pháo tự hành, thành thật mà nói, đây là một công nghệ khá khó. Việt Nam hiện nay mới chỉ tích hợp được lựu pháo 105 ly lên các xe dã chiến, qua đó thì giúp chúng có khả năng cơ động và triển khai nhanh. Tuy nhiên như vậy thì vẫn cách chữ tự hành một khoảng nữa, vì không chỉ có sức cơ động mà chúng còn cần có một hệ thống nạp đạn tự động với tốc độ bắn nhanh. Thứ ba, đó là tác chiến điện tử. Chúng ta đã nhắc quá nhiều về bom đạn, nhắc nhiều về tên lửa, thế nhưng có một sự thật, đó là bạn chỉ có thể khai hỏa khi xác định được mục tiêu. Và để đối phương không nhìn thấy bạn, thì cách tốt nhất là chọc thủng những con mắt đó, tức là radar và các phương tiện trinh sát. Có hai cách để làm điều này, đó là chế áp mềm và chế áp cứng. Trong đó thì chế áp cứng có nghĩa là dùng vũ khí để phá hủy các hệ thống điều khiển, ví dụ như tên lửa chống bức xạ, hoặc là dùng bất kỳ một phương pháp nào để phá hủy nó. Còn chế áp mềm có nghĩa là sử dụng các phương pháp gây nhiễu và phá sóng thiết bị, từ đó khiến cho chúng mất quyền kiểm soát hoặc là chiếm quyền kiểm soát. Tại chiến trường Ukraine, nó cho thấy rằng đôi khi không cần phải khai hỏa mới có thể phá hủy được mục tiêu mà mình muốn. Thay vào đó, tác chiến điện tử là một chiến trường vô hình nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay, UAV và radar là hai thiết bị hiệu quả nhất dùng để trinh sát, xác định mục tiêu cho các trắc thủ. Và cả hai loại này đều có thể bị chế áp điện tử. Nga thì đang tăng cường sử dụng công nghệ tác chiến điện tử để làm chệch hướng cho các vũ khí dẫn đường chính xác của phía Ukraine, chẳng hạn như đạn pháo Isalibu và tên lửa HIMARS. Vào thời gian đầu, HIMARS là cơn ác mộng trên chiến trường, đặc biệt là nó luôn được dùng để tấn công vào hậu phương của quân Nga. Thế nhưng cũng chỉ trong vòng có vài tháng thôi, nó đã dần trở thành một vũ khí bình thường khi Nga đã có cách khắc chế và vô số tổ hợp đã bị bắn hạ. Ngoài chế áp điện tử ra, Nga còn sử dụng các loại tên lửa siêu thanh như Kinzhan phóng từ Tu-22 hoặc Tu-60, tấn công sâu vào các kho đạn của Ukraine, khiến khả năng tiếp tế cho pháo binh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn với UAV thì cũng không phải ngoại lệ. Cần lưu ý rằng, phần lớn các loại UAV hiện nay được điều khiển bằng con người ở dưới mặt đất,
với bộ điều khiển cầm tay hoặc trạm điều khiển cỡ lớn đặt cố định. Nếu UAV bay vượt quá tầm của tín hiệu điều khiển, nó sẽ rơi xuống đất, hoặc là trong trường hợp bị chấn áp điện tử thì các phương tiện này sẽ bị mất điều khiển và rơi, hoặc là sẽ bay treo cho tới khi hết pin. Ước tính đã có khoảng 2.000 UAV và drone của Ukraine đã bị rơi do dính tác chiến điện tử của Nga. Đỉnh điểm là trong giai đoạn phản công xuân hè, chỉ huy lữ đoàn 28 mặt trận phía đông của Ukraine cho biết trung bình mỗi ngày họ mất tới 9 drone và UAV trinh sát do tổ hợp Borisolet số 2 của Nga. Trong khi đó, Ukraine thì gần như không có cách nào ngoài việc sử dụng vũ khí để bắn hạ chúng. Trong khi đó, những phương án hỗ trợ Ukraine xây dựng lực lượng này vẫn chỉ được xem là thứ yếu. Nhìn sang Việt Nam, thực ra tác chiến điện tử là điều không mới, nếu không muốn nói rằng Việt Nam là quốc gia đầu tiên đối mặt và khắc chế được chúng. Cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên mà tác chiến điện tử được áp dụng ở quy mô lớn và hoàn chỉnh. Dù thời gian trôi qua, nhưng về bản chất, tác chiến điện tử vẫn không thay đổi. Tên lửa chống bức xạ có thể bay nhanh hơn, các hệ thống gây nhiễu có thể mạnh hơn, thế nhưng vẫn là phương thức phát tín hiệu mà thôi. Về vấn đề này, kênh sẽ có video để nói rõ chi tiết. Việt Nam đã thành lập lực lượng tác chiến điện tử từ tận năm 1992, nhưng cho tới nay, lực lượng này vẫn bị bao phủ bởi một màn sương bí ẩn. Tuy nhiên điều này thì có nghĩa rằng, cách đây tận 30 năm, Việt Nam đã có nhận thức về một cuộc chiến vô hình sẽ phổ biến trong tương lai. Như vậy thì ta có thể thấy rằng, chiến trường Ukraine đã để lại rất nhiều bài học mới trong chiến tranh hiện đại. Một lần nữa, ta có thể khẳng định pháo binh là đơn vị không thể thay thế trên chiến trường.